Hello, chào tất cả anh em trong kênh Việt Vương Beta cũng như tất cả anh em đang xem video của Việt ngày hôm nay. Tại hôm nay là đợt xả hàng lần thứ nhất anh em. Tất cả những mã số đều đồng giá là 60.000. Khi anh em mua hàng bên Việt, anh em có thể là kết bạn Zalo hoặc là điện thoại trực tiếp nhắn tin qua số điện thoại là 0969 366 550. Khi anh em mua đơn hàng bên Việt trên 200.000, anh em được hoàn toàn miễn phí ship. Con này là mã số 1, con trống Nemo Galaxy giá 60.000 nha anh em. Tất cả những mã số đều 60.000. Anh em mua đơn hàng trên 200.000 là được miễn phí ship. Mã số 2 là một con trống Nemo Galaxy size chung, giá của nó cũng là 60.000 luôn, tất cả đều đồng giá hết. Anh em mua 4 mã số thì anh em được tặng một mã số, có nghĩa là anh em chọn hàng tặng bất kỳ trong những mã số mà mình chưa bán. Mua 4 con tặng một con nha anh em. Mã số 3 là một con trống Nemo Galaxy nền đỏ rất là đậm luôn. Thì hàng tháng mình sẽ có một đợt xả hàng để mình lên những chú cá mới. Những anh em nào mà có xem video này thì nhanh tay mình lựa chọn cho mình những mã số, để thứ nhất là mình được tặng hàng khuyến mãi, thứ hai là được free ship nha anh em. Mã số 4 là một con trống Yellow Galaxy, giá nó cũng là 60. Yellow thì nó tầm khoảng 4 tháng rưỡi thì cái màu nó mới full màu đậm màu vàng nữa anh em. Thì con này mới được 3 tháng rưỡi thôi, anh em về anh em phơm thêm. Nó màu vàng xanh nhìn rất đẹp. Mã số 5 là một con trống Red Fancy Copper, cái đuôi bự chà bá luôn, đuôi móc xây nha anh em, cái phơm rất đẹp luôn. Màu đỏ thì rất là đậm. Giá nó cũng là 60. Tất cả những mã số mình đều 60 hết. Anh em mua 4 mã số thì anh em được chọn một mã số bất kỳ trong những mã số mà mình chưa bán ha. Mã số 6 là một con trống Red Fancy Super. Con này cái form cũng rất bén anh em. Đỏ thì rất là tươi. Anh em mua hàng bên mình thì anh em được kiểm tra cá thoải mái, mình chọn đúng mã số, đúng giá tiền, rồi mình trả tiền cho shipper. Con này cũng là Red Fancy Copper, giá nó cũng là 60. Chị ta nó rất là đều. Ship toàn quốc của mình chỉ với giá là 26k nha anh em. Tiền ship rất là rẻ luôn. Con này là Red Fancy, con này là đột sập luôn. Xài nó hơi nhỏ nha anh em, xài bạc xăng. Đợt này là đợt xả hàng nên mình bán cá rất là rẻ. Cho những anh em mà mới chơi á, cần cá giống á, là anh em có thể là mua về cho mình những mã số để mình làm giống. Con mã số 9 là một con trống coi Red Galaxy size chung, giá nó cũng là đồng giá 60. Con này có những mảng còn chưa lên full màu ha, anh em về anh em ép dạng coi thì nó anh em càng ép càng đẹp, nó không có full dãy nha anh em. Mã số 10 là một con trống Nemo Copper. Con này đồng giá 60, size chung. Màu rất là full copper luôn nè. Đầu đỏ cam. Vảy thì vảy vảy copper.
Mã số 1 là một con trống Nemo Galaxy, nó thì sẽ chung giá, nó cũng là đồng giá nha anh em. Con này chủ đạo là đỏ cam, xanh trắng đen, lên được bảng multi luôn này. Mã số 12 là con Resensi, con này cũng lột sạch nè, màu đỏ rất là tươi. Cũng là đồng giá 60. Được cái này mình lên đủ tất cả các dòng hết, anh em có thể là mua mỗi thứ một dòng về để mình làm kiểng cũng được. Nếu anh em nào thích những dòng cá đủ màu sắc á, mình làm kiểng á. Mã số 13 là một con trống Nemo Galaxy, nền rất đậm luôn, giá cũng chỉ có 60 thôi. Con này phần mãn luôn anh em, Galaxy nhìn nhìn nó mặt nó gấu quá rồi, gấu luôn. Có phân mảng vậy, như mảng vừa đỏ đỏ vàng đỏ vàng đỏ vàng nữa nè. Con này form cực tốt ha. Mã số 14 là con trống Nemo Galaxy, nó cũng là xe chung ha, giá 60. Đỏ vàng xanh đen. Mã số 15 là con Nemo Galaxy sẽ chung giá 60k, chủ đạo nền cam nha nè, đường ốp C luôn. Galaxy thì vậy sáng. Mình xin nhắc lại ha, anh em mua 4 mã số thì anh em được chọn một mã số, mã số là tặng nha, em khuyến mãi nha. Cộng theo đó là anh em được free ship. Mã số 16 cũng là một con trống Nemo Galaxy, nó sẽ trùng giá cũng 60k, Galaxy rất là sáng luôn. Nền đỏ cam rất là đậm. Mã số 17 là một con mã số 17 là một con trống Nemo Galaxy phân mảng đỏ vàng, cũng là đồng giá 60. Nhìn nó giống như là con beo nha anh em, con beo sọc, nhưng mà nó là sọc đỏ sọc vàng sọc vỏ sọc vàng. Tới những chú cá mái, mã số 18 là con máy Nemo Galaxy sẽ chung giá cũng 60k. Chủ đạo là nền cam nha anh em. Nemo thì mình chủ đạo là nền cam, cam đỏ. Mã số 19 cũng là con máy Nemo Galaxy, đồng giá 60. Máy thì tất cả đều căng chứng hết. Anh em về dưỡng nó lại tầm khoảng 2 đến 3 ngày rồi anh em mà thả ép. Mấy máy này căng chứng bụng bự lắm. Mã số 20 cũng là máy Nemo Galaxy. Mã số 21 là con máy Nemo Galaxy sẽ chung giá đồng giá 60. Con máy này có bụng hết biết căng chứng rồi. Mã số 22 là con máy Nemo Galaxy sẽ chung giá cũng 60k. Mấy con máy mà thường mình bắt lên đây là nó hay bị lật màu nhanh nè,
anh em về anh em phơm lá bàn đậm lên là nó màu nó tươi lên lại. Mã số 23 là con máy Get Galaxy xe chung, giá nó cũng 60k. Con này màu đỏ rất là tươi luôn. Vậy thì vậy sáng trắng. Galaxy xanh lá nhìn rất đẹp nha anh em. Mã số 24 là con máy Red Galaxy xe chung, giá 60. Máy coin nè anh em, máy này máy coin nè. Mã số 25. Con này là mã số 25. Là máy Red Galaxy xe chung, giá cũng 60k. 7 con nữa. Galaxy con. Galaxy nó vàng con lắm em. Mã số 26 là con máy Red Galaxy. Cái này thuộc dạng vẫy. Vẫy trắng nè. Đồng giá 60. Máy 27 là máy Core Red Galaxy xe chung, giá cũng 60k. Mã số 28 là con máy Nemo Cooper xây chung, đồng giá 60. Con này được cái bản đuôi rất là đẹp luôn, lên nguyên cái bản đuôi Cooper luôn. Mã số 29 là con máy Nemo Cooper. Con này chủ đạo nền cam đen đỏ. Mã số 30 là con máy Nemo Cooper xe chung, giá 60k. Con này chủ đạo là nền cam đen. Mã số 31 là con máy Nemo Cooper xe chung, đồng giá 60. Trên vảy Cooper sáng nè. Mã số 32 cũng là con máy Nemo Cooper.